Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Mark Home. Quý vị thân mến, ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ giới thiệu cho quý vị một công trình được thiết kế cho gia đình chị Hương có địa chỉ tại Hà Nội. Và công trình này của chúng ta với lối thiết kế là phong cách hiện đại kết hợp với cả hệ mái Nhật 2 tầng đã là một công trình rất là tiêu biểu, rất là quen thuộc với chúng ta rồi. Và ngoài ra quý vị vẫn có thể tìm hiểu thêm trên các kênh thông tin trực tuyến khác của chúng tôi. Ở đây thì chúng tôi sẽ cập nhật rất nhiều những cái mẫu nhà đẹp khác. Có hai cái trang web lớn, đó chính là thiết kế thi công trọn gói.com cũng như là markhomegroup.vn. Tại hai trang web này chúng tôi sẽ thường xuyên giới thiệu những cái chương trình ưu đãi, khuyến mãi, giảm giá để có thể tri ân tới khách hàng. Ví dụ như hiện tại chúng tôi đang có chương trình ngập tràn quà tặng dành cho 200 khách hàng đầu tiên khi ký hợp đồng thiết kế từ ngày 23 tháng 11 năm 2023 đến ngày 23 tháng 2 năm 2024. Những phần quà bao gồm là một gương LED cao cấp thương hiệu Mark Home này, một bộ lịch Tết 2024, 10 bộ đèn downlight thương hiệu Mark Home và bên cạnh đó là sẽ có voucher giảm 40% khi mua thiết bị vệ sinh thương hiệu Mark Home. Ở phía dưới chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật những cái mẫu công trình khác để quý vị có thể theo dõi. Ở đây thì có những cái mẫu nhà đẹp, những cái mẫu nhà vườn, nhà cấp 4, nhà hiện đại hay là những mẫu nhà ống, những thiết kế biệt thự để quý vị có thể tìm hiểu một cách nhanh chóng và dễ dàng nhất. Phía bên trên thì chúng tôi cũng sẽ có một cái thanh công cụ để quý vị tìm hiểu thêm về những cái thông tin của năng lực Mark Home, những cái văn hóa và tuyển dụng của Mark Home, những cái thông tin về xây nhà trọn gói, những mẫu nhà đẹp, những dự án hoàn thiện hoặc là đang thi công để quý vị có thể nhìn nhận một cách khách quan hơn, trực tiếp hơn xem là một công trình mà đã hoàn thiện xong thì nó sẽ đẹp như thế nào so với bản vẽ thiết kế 3D. Và ở đây chúng ta cũng sẽ có một cái phần về nội thất cũng như là về phần kinh nghiệm nữa. Và đối với cái phần kinh nghiệm này sẽ bao gồm là cẩm nang xây nhà cũng như là về những cái kinh nghiệm phong thủy nữa. Đây chính là những cái nguồn kiến thức rất là dồi dào để quý vị có thể tra khảo để xây dựng nên một công trình ưng ý theo đúng bản thân mình nhất. Và bên cạnh đó chúng tôi sẽ có một kênh YouTube với tên kênh đó chính là Mark Home. Ở đây chúng tôi sẽ có 136.000 người đăng ký, khá là nhiều đúng không? Và phía bên dưới chúng ta cũng sẽ có rất nhiều những cái hệ sinh thái các kênh YouTube Mark Home tương tự như vậy nữa. Ví dụ như là kênh nhà đẹp Mark Home thì hiện tại có số lượng đăng ký rất là lớn rồi, lên tới 1,57 triệu người đăng ký. Đối với kênh Lâu Đài Việt và kênh Min Home nhà giá rẻ cũng như là kênh Kỹ sư Chí Thanh là ba kênh YouTube mà chúng tôi vừa mới ra mắt thôi, để có thể cập nhật những cái mẫu công trình nó sẽ chuyên biệt về một cái nội dung. Ví dụ như là Lâu Đài Việt sẽ giới thiệu về những cái mẫu công trình hoành tráng đồ sộ trên đất nước Việt Nam với những cái thiết kế tân cổ hay là cổ điển, với những cái mẫu nhà man sát, hay là kênh Min Home nhà giá rẻ thì chúng tôi sẽ lại thường xuyên cập nhật về những mẫu công trình nào mà có cái mức chi phí đầu tư nó hợp lý, nó vừa phải dành cho quý vị. Và đối với kênh Kỹ sư Chí Thanh là chúng tôi sẽ cập nhật những cái quá trình mà chúng tôi đi thanh tra giám sát để xem rằng công trình của chúng ta đã đảm bảo cái chất lượng theo đúng cái bản vẽ yêu cầu hay chưa. Và đối với tất cả các kênh YouTube này chúng tôi sẽ cố gắng thường xuyên lên rất là đều đặn những cái video để quý vị có thể theo dõi. Ví dụ như là kênh Mark Home này chúng tôi sẽ lên khoảng tầm 2 đến 3 video một ngày để quý vị có thể theo dõi một cách thoải mái nhất. Và ngoài ra chúng tôi cũng sẽ có một trang fanpage Facebook với tên đó chính là Công ty Cổ phần Kiến trúc và Xây dựng Mark Home. Ở đây chúng tôi đã có 64.000 người theo dõi rồi. Và phía dưới này chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật những cái mẫu nhà mới hay là những mẫu thiết kế mới, hoặc là đối với những cái quá trình mà đi ký hợp đồng, thanh tra, giám sát là chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật tại đây. Để có thể liên lạc với công ty, quý vị có thể nhắn tin trực tiếp qua fanpage này hoặc là liên hệ qua các số hotline mà chúng tôi sẽ đặt ở các đầu trang web. Đó chính là 0964458888, 0828133333, 0924099999. Và ngoài ra quý vị cũng có thể đến trực tiếp tại các trụ sở của Mark Home trên khắp mọi miền của Tổ quốc. Tại miền Bắc thì chúng tôi có địa chỉ tại 180 Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Tại miền Nam chúng tôi có địa chỉ tại số 162-164 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Tại các tỉnh miền Trung chúng tôi có địa chỉ tại số 287 Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh. Tại Tây Nguyên thì chúng tôi có địa chỉ ở số 34QL14, xã Hòa Khánh, thành phố Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk. Tại Bình Dương chúng tôi có địa chỉ tại 578H8 tổ 6, ấp Phú Thuận, xã Phú An, thị xã Bến Cát, Bình Dương. Và tại các tỉnh miền Tây thì chúng tôi có địa chỉ tại số nhà L2701, khu dân cư Ngân Thuận, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Quý vị có thể nhìn nhận rằng là cái quy mô của Mark Home hiện tại đã trải rộng trên khắp mọi miền của Tổ quốc rồi đúng không? Thế là cái việc mà chúng ta sẽ cung cấp vận chuyển những cái nguồn cung vật liệu một cách rất là nhanh chóng, rất là thuận tiện để chúng ta sẽ hạn chế cái khoảng thời gian mà công trình quý vị phải chờ đợi đối với những cái nguồn cung vật liệu đó. Nó sẽ giúp cho quá trình chúng ta thi công công trình nó nhanh chóng hơn rất là nhiều, hạn chế cái chi phí phát sinh, chi phí nhân công xây dựng.
Và khi mà quý vị đến tham quan các trụ sở này thì quý vị không chỉ là được nhận tư vấn trực tiếp đâu, mà quý vị còn được tham quan showroom của chúng tôi. Ở đây thì chúng tôi cũng sẽ trưng bày những cái trang thiết bị vệ sinh hay là những cái nguồn cung vật liệu mà do Mac Home sản xuất và phân phối độc quyền. Đây chính là một cái thế mạnh của Mac Home, bởi vì là nó sẽ giúp cho cái quá trình chúng ta thi công công trình bao giờ cái giá thành của vật liệu nó cũng sẽ rẻ hơn so với cái việc là quý vị ra ngoài cửa hàng quý vị mua, bởi vì là toàn bộ những cái vật liệu này là do Mac Home sản xuất và phân phối độc quyền rồi. Khi mà vận chuyển đến công trình của quý vị thì quý vị đã được nhận với cái giá của nhà kho, giá của nhà sản xuất rồi. Thế là chúng ta sẽ hạn chế được rất nhiều những cái chi phí phát sinh của giao thương buôn bán. Được rồi, cùng quay trở lại với công trình chính của chúng ta ngày hôm nay. Thì như đã giới thiệu với quý vị rằng công trình của chúng ta được thiết kế theo cái lối phong cách là hiện đại kết hợp với cả hệ máy Nhật nữa. Thì đây cũng chính là một cái lối thiết kế rất là quen thuộc đối với chúng ta rồi. Alo. Và với cái đặc điểm đó chính là những cái khí hậu khắc nghiệt, nhiệt đới ẩm gió mùa của Việt Nam chúng ta, thì chúng ta đầu tư cho một cái công trình có hệ mái, ở đây là hệ mái Nhật, là cực kỳ là hợp lý rồi. Bởi vì là sẽ có thể chống được những cái tác động của môi trường tự nhiên một cách rất là hiệu quả. Thứ nhất là có thể chống nắng nóng, thứ hai là có thể chống được những cái sự tồn đọng của nước mưa gây thấm rột trên mái này. Và để có thể theo dõi rằng là cái phía bên ngoài ngoại thất của công trình đẹp như thế nào, sau đây xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tìm hiểu qua một lượt các cái bản vẽ 3D ngoại thất nhé. Đây là về phía mặt tiền của công trình này, lát nữa chúng ta sẽ phân tích kỹ hơn. Đây là một cái góc cạnh khác của đằng trước công trình, chúng ta cũng sẽ nhìn được cái mặt bên luôn. Ở phía mặt bên chúng ta sẽ có một cái lối đi ở cái cửa phụ để giúp cho công trình chúng ta có được nhiều những cái lối tiếp cận, chúng ta sẽ dễ dàng di chuyển hơn. Đây là công trình vào ban đêm, và khi mà chúng ta lắp đặt thêm những cái hệ thống đèn dọi, nó sẽ giúp cho những cái mảng tường xung quanh công trình chúng ta nhìn sáng sủa hơn rất là nhiều. Đặc biệt là với những công trình nhà mái Nhật như thế này nữa, thì tôi đánh giá rằng là chúng ta có thể lắp đặt thêm những cái hệ thống đèn downlight ngay phía dưới phần mái Nhật đưa ra thì nó sẽ đẹp hơn, nó lung linh hơn rất là nhiều. Chắc chắn rồi là chúng ta sẽ phải đầu tư thêm cho những cái hệ thống đèn, hay là về cái số lượng đèn xung quanh nhà như thế này thì chúng ta cũng sẽ đầu tư khá là nhiều đấy. Nhưng mà đổi lại thì chúng ta sẽ có một cái giao diện rất là đặc biệt vào ban đêm. Tôi vẫn thích là chúng ta lắp đặt thêm những cái hệ thống đèn downlight ở phía dưới phần mái đưa ra hơn. Đây là về hệ thống cổng và tường bao của công trình. Thì đối với cái hệ thống cổng và tường bao này, chúng ta cũng đã đồng nhất với cả cái lối thiết kế phong cách của ngôi nhà rồi. Thứ nhất là chúng ta sẽ có những cái cột trụ hai bên, nó sẽ vuông vức và nó sẽ tinh giản gọn nhẹ, nó sẽ đồng nhất với cả phong cách hiện đại này. Và phía bên trên chúng ta cũng sẽ có một cái hệ mái tương tự như là mái Nhật nữa, nó sẽ giúp cho công trình của chúng ta sẽ có một cái vẻ đẹp tổng thể từ phía bên trong ra phía bên ngoài. Đây là từ phía bên trên nhìn xuống, chúng ta sẽ có thể nhận thấy cái khoảng sân vườn xung quanh cũng khá là rộng. Và đặc biệt là cái đặc điểm của ngôi nhà hệ mái Nhật như thế này, từ cái góc độ này chúng ta đã có thể nhìn thấy những cái độ dốc của mái Nhật từ tất cả các mảng mái này. Không có một cái mảng mái nào mà nó có một cái mặt phẳng ngang, nó sẽ giúp cho công trình của chúng ta có được một cái độ dốc nhất định phía bên trên mái, hạn chế cái sự tồn đọng của nước mưa. Và như tôi đã nói rồi, đây là một cái đặc điểm, ưu điểm vượt trội của mái Nhật. Đối với những cái ngôi nhà hệ mái bằng ấy, nếu như mà chúng ta làm một cái phần mái mà không quan tâm được kỹ càng về cái vấn đề chống thấm hay là độ dốc, độ thoát nước của mái, thì nó sẽ dẫn dễ xảy ra cái tình trạng đó chính là bị thấm, bị rột, thậm chí là bị nứt vỡ nữa. Thay vào đó, chúng ta sẽ đầu tư cho một cái phần mái có một cái độ dốc tự nhiên như thế này thì chúng ta hoàn toàn không phải lo về những cái hạn chế như vậy. Chúng ta có thể lựa chọn giữa mái Nhật này, nhà mái Thái này hay là nhà mái man sát, những mái có cái độ cao nhất định như thế này. Và tuy nhiên đối với mái Nhật chúng ta lại có một cái chi phí đầu tư rẻ hơn so với nhà mái Thái, nhà mái man sát. Thế nên là cái việc mà chúng ta đầu tư cho hệ mái Nhật nó là một cái lựa chọn rất là ưu thế rồi. Và ở đây thì chúng ta sẽ có một cái ưu điểm thứ hai, đó chính là về cái vấn đề chống nóng cho công trình. Thì giữa cái phần mái Nhật này với cả là cái lớp đổ chân bê tông của tầng 2 ấy, nó sẽ tạo ra một cái lớp không gian tự nhiên để có thể cách nhiệt một cách hiệu quả. Ví dụ như là vào ban ngày, những cái ánh nắng nóng trực tiếp chiếu lên phía mái của chúng ta và nó sẽ được lưu giữ ở cái không gian giữa. Thay vì cái việc chúng ta đầu tư cho hệ mái bằng chẳng hạn, thì toàn bộ những cái mặt trần đó nó sẽ bị hấp thụ những cái nhiệt năng từ phía mặt trời và nó sẽ truyền tải trực tiếp xuống cái không gian sống của chúng ta, khiến cho cái không gian sống cực kỳ là oi bức, khó chịu. Đó, thế là đấy chính là một cái ưu điểm thứ hai của mái Nhật như thế này. Và đối với mái Nhật này, chúng ta sẽ có những cái mảng mái lớn, mái nhỏ nó trùng điệp với nhau, tạo ra một cái vẻ đẹp rất là cuốn hút này. Không có một cái mảng mái nào chúng ta cảm giác là nó bị trống trải cả. Được rồi, cùng quay trở lại với cái sảnh chính của công trình. Thì ở đây chúng ta sẽ cùng phân tích những cái yếu tố cấu thành nên cái mặt chính của công trình này. Cái đặc điểm nổi bật nhất của công trình này đó chính là cái hệ thống ban công được đưa ra cũng khá là rộng rãi này. Và phía bên trên chúng ta còn kết hợp với cả là hệ thống lam bê tông, có cả kính cường lực nữa. Nó sẽ giúp cho phía ban công của chúng ta hạn chế cái sự ảnh hưởng của mưa gió.
Và đối với cái lan bê tông này nhá, cũng chính là một cái điều lưu ý khi mà quý vị thi công, đó chính là chúng ta cần phải đảm bảo cái độ dốc của mái, làm sao để tránh cái tình trạng là những cái nước mưa nó sẽ không bị ứ đọng phía bên trên mái này, lâu dần là nó sẽ bị tích tụ những cái khói bụi hay là những cái rong rêu, nhìn nó rất bẩn mà rất là khó để vệ sinh. Mà khi mà chúng ta làm một cái hệ mái như thế này thì nó cần cái sự thông thoáng mà, và nhìn nó sẽ đẹp hơn nếu như mà nó sạch sẽ. Và ở công trình này chúng ta cũng sẽ sử dụng khá là nhiều những cái bồn cây xung quanh, kể cả phía bên dưới chân công trình và cả vị trí giữa nhà, cái phần tiếp nối giữa tầng 1 và tầng 2 cũng sẽ có một cái bồn cây. Và cái bồn cây này sẽ giúp cho ngôi nhà chúng ta có một cái vẻ đẹp nó tự nhiên hơn rất là nhiều. Với một công trình bao giờ nó sẽ đẹp hơn khi mà có những cái sắc xanh tự nhiên của cây trồng xung quanh vào trong đó. Và ở đây cũng chính là một cái điều lưu ý cho quý vị nhé, về cái vấn đề chống thấm. Thì rất nhiều những công trình mà chúng ta đã gặp phải cái vấn đề này rồi, đó chính là sau khi mà đã thi công xong công trình, đưa vào sử dụng hoàn thiện sau một thời gian là nó sẽ bị thấm ngược vào trong công trình. Cái vấn đề này xuất phát từ do trong cái quá trình chúng ta thi công ấy không quan tâm đến cái vấn đề chống thấm, dẫn đến cái tình trạng là không biết rằng là tổ đội nào sẽ là tổ đội thực hiện cái công tác chống thấm này, là tổ đội thợ xây thi công hay là tổ đội thợ sơn đó. Và đối với cái việc chống thấm như thế này, nó sẽ dẫn đến cái tình trạng là ảnh hưởng đến cái kết cấu của công trình phía bên trong, hay là thậm chí là bị bong chóc những cái mảng sơn nữa, nó khiến cho công trình của chúng ta rất nhanh xuống cấp. Thay vào đó, quý vị cũng có thể lựa chọn một đơn vị để thi công trọn gói, thì toàn bộ những cái hạng mục chống thấm như thế này hay là những cái hạng mục nhỏ nhỏ khác là chúng tôi sẽ chỉ định một cái tổ đội cụ thể để giao trách nhiệm. Thế nên là cái việc mà chống thấm chúng ta sẽ không cần phải lo về cái vấn đề đó, quý vị có thể yên tâm hơn rất là nhiều. Và cùng đến với cái sảnh chính của công trình này, thì hiện tại sảnh chính này đang được sử dụng hệ thống bậc ngũ cấp đi lên. Đối với cái bậc ngũ cấp đi lên thì nó sẽ giúp đảm bảo rất là tốt cho phong thủy này, nó sẽ biểu trưng cho hệ ngũ hành là kim mộc thủy hỏa thổ đó. Và cái thứ hai là nó sẽ giúp cho cái giao diện của ngôi nhà nó bề thế hơn rất là nhiều, và nó sẽ cân đối hơn với cả là cái công trình nhà 2 tầng mái Nhật như thế này. Nó sẽ giúp cho cái phần đế của công trình nhìn nó không bị lùn. Và đối với cái ưu điểm thứ ba, đó chính là nó sẽ có một cái độ cao nhất định rồi. Và sau này nếu như mà những cái mặt đường hay là mặt vườn mà chúng ta tôn tạo nâng sửa cao lên thì sẽ không lo rằng cái sàn nhà, cái cốt sân nhà của chúng ta nó bị thấp hơn, khiến cho nước chảy ngược vào phía bên trong, gây ảnh hưởng đến kết cấu chân công trình, mà chúng ta đã có một cái độ cao nhất định như thế này rồi. Ở đây thì mặt bậc cũng như là cổ bậc chúng ta sẽ sử dụng bằng hai màu sắc khác nhau để tránh cái việc là chúng ta bị bức hụt hay là vấp ngã trong quá trình di chuyển. Cũng sẽ có những cái cột trụ hai bên, nó sẽ giúp cho công trình chúng ta, đặc biệt là cái sảnh chính này, nhìn nó bề thế hơn, nó đồ sộ hơn. Và đặc biệt là từ cái màu sắc cho tới những cái hình dạng là chúng ta sẽ sử dụng những cái tông màu nó sẽ tương đồng với nhau này. Và nó sẽ giúp cho công trình chúng ta nó có một cái vẻ đẹp tương đồng từ phía tổng thể công trình cho tới cái sảnh chính này. Thậm chí là phía bên trên cái mái của cột trụ chúng ta cũng sẽ sử dụng là mái Nhật luôn nhé. Và đối với cái cửa chính này chúng ta đang sử dụng, đó chính là cửa nhôm hệ sinh pha kết hợp với cả kính cường lực. Thì cái việc chúng ta sử dụng những cái vật liệu nhân tạo như thế này, nó sẽ giúp cho công trình có được một cái chất lượng nó bền hơn rất là nhiều so với cái việc chúng ta sử dụng những cái vật liệu tự nhiên. Ví dụ như là cửa gỗ tự nhiên thì lâu dần là nó sẽ bị cong vênh mối mọt. Thay vào đó chúng ta sử dụng những cái vật liệu nhân tạo như thế này thì thứ nhất là cái chi phí của nó có thể là nó sẽ rẻ hơn so với những cái cửa gỗ tự nhiên mà chất lượng. Và cái thứ hai là nó sẽ có một cái độ chống chịu với tác động của môi trường. Khi mà vào ban ngày, những cái ánh nắng trực tiếp mà chiếu vào cái phần hiên nhà thì chúng ta cũng không lo rằng là nó bị cong vênh hay là nó bị bong chóc những cái lớp sơn nếu như mà chúng ta sử dụng cửa gỗ tự nhiên. Và toàn bộ những cái hệ thống cửa đi hay là cửa sổ của công trình này chúng ta cũng sẽ sử dụng những cái vật liệu tương tự, đó chính là cửa nhôm hệ sinh pha kết hợp với cả kính cường lực nữa. Thì với những cái mảng kính lớn như thế này, nó sẽ giúp cho không gian sống của chúng ta phía bên trong rất là thông thoáng, rất là thoải mái và có thể đón nhận được nhiều nguồn ánh sáng tự nhiên. Và đó là về phần ngoại thất của công trình. Còn sau đây xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đi tới cái bản vẽ của công trình nhé. Đối với tất cả những cái bản vẽ mà do Mark Home thực hiện thì chúng tôi sẽ đều đầy đủ những nội dung từ hồ sơ kiến trúc này, hồ sơ điện nước, hồ sơ kết cấu cũng như là về bản dự toán nữa. Thì đầu tiên chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về hồ sơ kiến trúc đầu tiên nhé. Ở đây thì chúng ta sẽ có một cái bản vẽ, mục lục bản vẽ kiến trúc này. Ở đây cũng sẽ đầy đủ những cái nội dung từ mặt bằng định vị công trình, mặt bằng bát trạch phong thủy, mặt bằng nội thất của tầng 1, tầng 2, mặt bằng xây dựng tầng 1, tầng 2, cũng như là tất cả những cái chi tiết mặt đứng, chi tiết mặt cắt, những cái chi tiết kiến trúc hay là lan can, nhà vệ sinh, cửa đi, cửa sổ nữa. Thì với cái sự chi tiết như thế này, nó sẽ giúp cho quá trình chúng ta thi công nó sẽ chuẩn chỉ hơn, và trong cái việc mà chúng ta đọc cái bản vẽ nó cũng sẽ dễ dàng hơn khi mà chúng ta xác định một cái nội dung mà chúng ta cần tìm hiểu, ví dụ như là mặt bằng bát trạch phong thủy.
Đó thì chúng ta sẽ xem nó nằm ở cái số thứ tự thứ ba. Từ đó chúng ta sẽ mở đến cái trang vẽ thứ ba để chúng ta theo dõi. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về trang vẽ mặt bằng định vị công trình. Thì đối với cái mặt bằng định vị công trình này, chúng ta vừa có thể xác định được cái hình dạng của lô đất này, cái kích thước cũng như là về cái vị trí của công trình chúng ta sẽ đặt trên cái khu vực nào của lô đất. Thì ở đây chúng ta sẽ xây dựng ở cái vị trí giữa lô đất nhé. Đối với cái mặt bằng định vị công trình này, chúng ta cũng sẽ có thể xác định hướng của công trình luôn dựa vào cái hoa gió phía bên trên trang vẽ. Từ đó chúng ta sẽ xác định những cái hướng, ví dụ như là lên trên này là chúng ta sẽ có hướng bắc. Từ đó chúng ta xác định những cái hướng còn lại, ngược xuống dưới chúng ta sẽ có hướng nam này, sang phía bên tay phải là hướng đông và sang phía bên tay trái là hướng tây. Từ đó chúng ta xác định cái hướng của công trình này dựa vào cái sảnh chính nhé. Sảnh chính này chúng ta đang xuôi theo cái hướng đó chính là hướng tây bắc, một trong những cái hướng mà chúng ta sẽ đón nhận khá nhiều những cái ánh nắng trực tiếp từ hướng tây vào buổi chiều đấy. Và tiếp theo chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về mặt bằng bát trạch phong thủy để xem rằng là cái lô đất này, cái hướng của công trình này có phù hợp với gia chủ hay không. Thì chúng ta sẽ dựa vào thông tin gia chủ sinh năm 1992. Từ đó chúng ta xác định được những cái hướng tốt dành cho gia chủ, ví dụ như là hướng tây nam là sinh khí phục lộc vẹn toàn, hướng tây bắc là thiên y thiên thời che chở, đây chính là cái hướng của công trình luôn. Thế là có thể khẳng định rằng là đây là một cái công trình có hướng rất là phù hợp với gia chủ rồi. Và ngoài ra chúng ta sẽ có thêm những cái hướng, đó chính là hướng tây là diên niên mọi sự ổn định và hướng đông bắc là phục vị được sự giúp đỡ. Thì dựa vào những cái hướng tốt như thế này, chúng ta có thể điều chỉnh thêm những cái công năng phía bên trong công trình làm sao chúng ta sẽ xoay theo những cái hướng tốt dành cho gia chủ. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về trang vẽ mặt bằng nội thất của công trình. Trước hết là tầng 1, thì đầu tiên sau khi bước vào từ sảnh chính chúng ta sẽ đến với một cái phòng khách. Phòng khách này có diện tích là 27m², có thể bố trí được một cái bộ bàn ghế sofa này, kết hợp với cả một cái kệ tivi. Cái điều đặc biệt của công trình này là chúng ta sẽ đặt cái phòng thờ ở dưới tầng 1 luôn nhé. Và chúng ta sẽ liên thông khu vực phòng khách với cả khu vực phòng thờ. Ở đây thì phòng thờ có diện tích là 12m², có ban thờ hướng mặt ra phía trước của ngôi nhà luôn này. Và ở vị trí giữa nhà là một cái cầu thang, thì tôi đánh giá rằng là cái việc mà đặt cầu thang ở vị trí giữa nhà rất là phù hợp cho cái việc chúng ta di chuyển đi lại rồi, rất là thuận tiện, nó ở giữa nhà thế là cái việc chúng ta đi tới những công năng khác nó cũng sẽ gần hơn. Và đối với cái khu vực cầu thang này, nó sẽ ngăn cách giữa cái phòng thờ với cả những cái không gian sinh hoạt riêng tư phía đằng sau công trình, nó sẽ đảm bảo tốt hơn cho phong thủy. Và đối với khu vực của tầng 1, chúng ta sẽ bao gồm là hai phòng ngủ. Phòng ngủ 1 chúng ta sẽ có diện tích là 12,5m², và phòng ngủ 2 cũng sẽ có diện tích là 12,5m². Tuy nhiên thì phòng ngủ 2 nó sẽ có một nhà vệ sinh khép kín. Nhà vệ sinh khép kín này có diện tích là 5m² này, có một cái lavabo, bồn cầu cho tới vòi tắm sen. Và ở đây chúng ta cũng sẽ có một cái khu vực nhà vệ sinh chung cho toàn bộ không gian tầng 1 luôn. Ở đây thì với cái diện tích là 3,2m², bé hơn so với nhà vệ sinh khép kín một chút. Tuy nhiên thì cũng sẽ đầy đủ những nội thất công năng, từ một cái lavabo này, bồn cầu cho tới vòi tắm sen. Và đặc biệt rằng là lavabo đã được đẩy ra phía bên ngoài để thuận tiện hơn cho quá trình sử dụng. Hai người có thể sử dụng cùng một lúc, một người sử dụng lavabo phía bên ngoài để đánh răng rửa mặt rất thoải mái, một người khác ở phía bên trong chúng ta sử dụng những công năng còn lại. Đối với mặt bằng của tầng 2 thì chúng ta sẽ bao gồm là một khu vực phòng sinh hoạt chung có diện tích là 12m². Thì cái việc mà bài trí những cái nội thất công năng của công trình này tôi đánh giá rằng là cũng khá là hợp lý rồi. Bởi vì là ngay phía bên dưới chúng ta sẽ dành cái không gian này cho khu vực tâm linh. Thế là phía bên trên chúng ta hạn chế sử dụng cho những cái không gian riêng tư, ví dụ như là những cái phòng ngủ này, hay là những cái không gian như là nhà vệ sinh hay là nhà kho. Và chúng ta sẽ sử dụng một cái phòng sinh hoạt chung như thế này là rất hợp lý rồi. Trong này chúng ta sẽ bố trí một cái bộ bàn ghế kết hợp với cả một kệ tivi nữa, rất là phù hợp. Đối với tầng 2 chúng ta sẽ có 3 phòng ngủ. Phòng ngủ 3 có diện tích là 12,5m², cũng sẽ được thiết kế đồng trục với cả là phòng ngủ phía bên dưới. Nhà vệ sinh ở phía này chúng ta cũng sẽ được thiết kế đồng trục với nhà vệ sinh bên dưới. Chẳng qua là cái cửa là chúng ta sẽ được thay thế sang cái cạnh bên này, là chúng ta sẽ sử dụng nhà vệ sinh này làm nhà vệ sinh chung, không làm nhà vệ sinh khép kín cho phòng ngủ 3 nữa. Và đối với phòng ngủ 4 và phòng ngủ 5 chúng ta sẽ có một cái diện tích khá tương đương, đó chính là 12,5m² cũng như là 12,2m². Thì ở đây chúng ta sẽ đều đầy đủ những cái nội thất công năng trong các phòng ngủ, từ một giường đôi này, một tủ quần áo và một cái bàn để trang điểm làm việc. Phía đằng sau của tầng 2 chúng ta sẽ có một cái khu vực làm sân phơi có diện tích là 6,7m² nữa. Ở đây cũng sẽ bố trí một cái máy giặt để có thể thuận tiện cho quá trình chúng ta giặt rồi là phơi đồ. Ở phía đằng trước của công trình chúng ta cũng sẽ có một cái sân chơi có diện tích là 8,5m², đặt được cái bộ bàn ghế, ngồi ở đây chúng ta có thể ngồi để thưởng trà này, hay là có thể ngồi để ngắm những cảnh quan phía trước của công trình, rất là thoải mái cho tinh thần. Và đặc biệt là chúng ta đã vừa xem qua cái bản vẽ ngoại thất 3D rồi, ở đây được trang bị rất là đẹp. Về phía bên trên mái cũng sẽ sử dụng cái hệ thống lam bê tông kết hợp với cả kính cường lực nữa.
sau này nếu như mà chúng ta lắp đặt thêm những cái hệ thống giỏ lan treo ở phía bên trên thì nhìn nó rất là chill. Và đó là về cái bản vẽ. Còn sau đây xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng xem qua cái bản nội thất 3D thì chúng ta sẽ nhìn trực quan sinh động hơn rất là nhiều. Thì đối với công trình này chúng ta đang sử dụng cái vật liệu lát sàn, đó chính là gạch có những cái vân đá. Nó sẽ giúp cho công trình chúng ta nhìn sang trọng hơn, nhìn nó sẽ có thêm những cái điểm nhấn cho cái phần sàn nhà, kết hợp với cả là những cái nội thất phía trong công trình nữa, những cái nội thất là bằng gỗ này, kể cả những cái bộ bàn ghế, cái vách lam để có thể ngăn cách giữa khu vực phòng khách với phòng thờ. Ở đây thì phòng thờ, khu vực tâm linh cũng đang được bố trí rất là trang trọng với một cái hệ lam để ngăn cách giữa khu vực tâm linh với cả khu vực bên ngoài. Cái ban thờ ở đây chúng ta cũng sẽ sử dụng là bằng gỗ tự nhiên nhé. Thậm chí là phía đằng sau chúng ta cũng sẽ có những cái hoành phi câu đối hay là cái vách lưng là bằng gỗ thì nó sẽ trang trọng hơn cho một cái không gian thờ cúng như vậy. Ở đây thì chúng ta cũng sẽ sử dụng hai cái hệ thống cửa khác nhau, có cái rèm hai lớp để dễ dàng điều chỉnh những cái sắc thái ánh sáng cho khu vực căn phòng. Và cái việc chúng ta sử dụng hai cửa như thế này rất dễ cho cái việc chúng ta lưu thông không khí, đặc biệt là cái nơi mà chúng ta thờ cúng rất là nhiều như thế này, ảnh hưởng bởi cái khói nhang nữa. Đối với cái khu vực cầu thang của công trình này, chúng ta đang sử dụng cái mặt bậc là đá kim sa thì nó sẽ có một cái chi phí đầu tư nó cao hơn so với những cái loại đá thông thường, nhưng mà ở đây chúng ta sẽ giúp cho công trình chúng ta nhìn nó sang trọng hơn. Mà mặt bậc nó làm màu đen, thế là cái việc mà chúng ta lau chùi vệ sinh nhìn nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Ở đây thì chúng ta sẽ sử dụng thêm những cái hệ thống đèn LED lắp ở cái cổ bậc thì nó sẽ đảm bảo cái nguồn ánh sáng cho việc chúng ta di chuyển, kết hợp với cả là mặt bậc cổ bậc làm bằng hai màu khác nhau nữa thì chúng ta sẽ hạn chế cái việc là bị bước hụt hay là vấp ngã. Hai khu vực phòng ngủ của chúng ta sẽ sử dụng cái loại sàn làm bằng cái chất liệu là bằng sàn gỗ nhé. Thì cái việc chúng ta sử dụng sàn gỗ như thế này nó sẽ giúp cho mùa đông có cái cảm giác là ấm áp hơn, hay là vào mùa hè chúng ta sẽ mát mẻ hơn rất là nhiều. Đối với cái hệ thống tủ quần áo này cũng sẽ kết hợp thêm những cái hộp tủ phía bên cạnh để giúp cho cái việc chúng ta để đồ ở đây được rất là nhiều, có thể là để đồ làm gọn gàng hơn cho căn phòng, hoặc là chúng ta để những cái đồ trang trí cũng có thể giúp cho căn phòng đẹp hơn rất là nhiều. Và đối với không gian của tầng 2 thì toàn bộ chúng ta sẽ sử dụng cái loại sàn làm bằng chất liệu gỗ cho toàn bộ cả hành lang này, cho cả khu vực phòng ngủ nữa thì nó sẽ giúp cho căn phòng chúng ta có được một cái vẻ đẹp rất là đồng nhất. Và ngoài ra đối với cái khu vực nhà vệ sinh chung cũng như là cái khu vực sân phơi này, quý vị cũng cần phải lưu ý về cái vấn đề chúng ta nên sử dụng những cái loại gạch chống trơn cho cái sàn nhà, hay là cái việc chúng ta hạ cốt đánh dốc cho nó cẩn thận để tránh cái việc là bị tràn ngược nước từ phía bên trong ra phía bên ngoài sàn hành lang, khiến cho cái hành lang của chúng ta bị ảnh hưởng hay là bị trơn trượt. Thì đó là một vài cái lưu ý trong quá trình chúng ta thi công. Đó là về bản vẽ nội thất của công trình. Còn sau đây xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng quay trở lại với bản vẽ thiết kế. Thì sau đây chúng ta cùng tìm hiểu về kết cấu chiều cao công trình. Chúng ta sẽ có một cái trang vẽ mặt đứng trục CA, từ đó chúng ta nhìn được cái chiều cao tổng thể của công trình, đó chính là 11,2m. Trong đó chúng ta sẽ đầu tư cho hệ thống bậc ngũ cấp phía bên dưới là 750mm. Chiều cao thông thủy tầng 1 là 3,9m, tầng 2 là 3,6m. Và riêng phần mái nhật phía bên trên chúng ta sẽ đầu tư là 3m. Ở phía bên dưới này chúng ta cũng sẽ có một cái phần ghi chú rất là cẩn thận rồi cho cái phần ngoại thất để quý vị có thể xác định một cách dễ dàng hơn. Ở phía dưới chúng ta cũng sẽ có một cái trang vẽ mặt cắt AA và mặt cắt BB để thể hiện những cái thông số của dầm sàn tường một cách chi tiết này, để thể hiện những cái độ dày, độ dài của dầm sàn tường hay là cái vị trí nó nằm ở đâu, để giúp cho quá trình chúng ta thi công nó sẽ chuẩn chỉ theo đúng cái bản vẽ như thế này. Phía dưới chúng ta sẽ có thêm những cái chi tiết về cầu thang hay là cửa đi, cửa sổ nhà vệ sinh thì nó sẽ giúp cho quá trình chúng ta thi công sẽ dễ dàng xác định được những cái vị trí của cửa đi này. Chúng ta đọc bản vẽ nó sẽ dễ dàng hơn. Ở đây thì đối với cái cửa đi thì chúng ta sẽ ký hiệu là D nhé. Còn đối với những cái S thì đó chính là ký hiệu của cửa sổ, hay là S với kép thì đó lại là những cái ô thoáng. Tiếp theo là về hạng mục điện nước của công trình. Thì đối với hạng mục điện nước này chúng ta cũng sẽ đầy đủ những nội dung từ ký hiệu thiết bị điện, mặt bằng cấp điện chiếu sáng thông gió, mặt bằng bố trí ổ cắm internet, mặt bằng điều hòa, bình nóng lạnh, hay là mặt bằng bố trí camera, hay là mặt bằng chống sét tiếp địa, hay là cấp thoát nước, với cả những cái chi tiết lắp đặt thiết bị nữa. Nó sẽ giúp cho quá trình chúng ta thi công chúng ta sẽ dễ dàng lắp đặt các thiết bị hơn, xác định những cái vị trí đường điện chúng ta đi âm tường, hay là những cái vật liệu điện nước chúng ta sử dụng cho công trình là gì. Ví dụ như ở đây chúng ta sẽ sử dụng những cái hệ thống đèn dọi, đèn downlight này. Và bên cạnh đó ở phía giữa nhà, khu vực phòng khách, chúng ta sẽ sử dụng hệ thống quạt trần kết hợp với cả đèn chùm luôn. Đó thì cái việc chúng ta đọc bản vẽ nó sẽ dễ dàng hơn. Và đối với cái việc quý vị xem bản vẽ này cũng cần phải quan tâm khá là nhiều đến cái mặt bằng
cấp điện chiếu sáng thông gió nhé, cũng như là về cái mặt bằng bố trí ổ cắm internet, bởi vì là nó sẽ phụ thuộc rất nhiều vào cái thói quen sử dụng của quý vị. Ví dụ chúng ta ngồi ở đâu chúng ta lướt internet, lướt mạng xã hội, hay là chúng ta ngồi ở đâu chúng ta sạc điện thoại, đó cũng chính là một cái thói quen của quý vị rồi. Thế là chúng ta cần phải xác định từ đầu để có thể điều chỉnh từ trong cái quá trình chúng ta làm bản vẽ thiết kế, tránh cái tình trạng là sau này đã hoàn thiện xong công trình chúng ta mới cảm giác là nó bị bất tiện, chúng ta quay ra sửa chữa thì mất rất là nhiều thời gian công sức cho quý vị. Tiếp theo là tới hạng mục kết cấu của công trình, thì ở đây chúng ta sẽ có giải pháp xử lý nền và móng đã được ghi rõ ở đây rồi, là móng băng, bê tông, cốt thép. Thì móng băng quý vị có thể hiểu đơn giản rằng là chúng ta sẽ đặt các mục độc lập hoặc là giao nhau theo những cái mối nối thành chữ thập như thế này để giúp cho công trình có thể chịu được những cái tải trọng của hàng rào rồi là bờ tường xung quanh công trình. Và đối với móng băng này thì hiện tại nó đang là một trong những cái loại móng có mức chi phí đầu tư rẻ nhất, thế nên là đang được sử dụng khá là nhiều trong những công trình dân dụng. Mà ngoài ra nữa thì đối với cái việc lựa chọn móng băng này cũng đã dựa vào cái quá trình là đội ngũ kỹ sư của chúng tôi về trực tiếp tại địa bàn để tham khảo rằng là cái nền địa chính ở đây chúng ta đang có cái nền địa chính như thế nào và nên sử dụng cái giải pháp xử lý nền và móng ra làm sao cho nó phù hợp với cả là cái nền địa chính như thế này, cũng như là phù hợp với cả là cái sự đầu tư của chủ nhà nữa. Thì quý vị có thể yên tâm về cái chất lượng của loại móng mà chúng ta đang lựa chọn. Và cuối cùng là về phần dự toán của công trình, thì ở đây chúng ta sẽ sử dụng một cái bộ công cụ thật là chuyên nghiệp để có thể bóc tách rất là chính xác theo đúng cái thời điểm thực hiện, xem là những cái giá thành, những cái vật liệu mà chúng ta sử dụng cho công trình từ những cái phần lớn nhất, từ những cái phần thô, phần hoàn thiện, phần điện nước hay là những cái phần mái cho tới những cái hạng mục rất là nhỏ ở đây, ví dụ như là những cái chi tiết của phi này, hay là phần sàn, hay là những cái chi tiết lắp đặt những trang thiết bị điện nước. Và đặc biệt là chúng ta cũng sẽ có liệt kê đầy đủ những cái giá thành ở đây để quý vị có thể chủ động theo dõi cũng như là chuẩn bị tình hình tài chính để đầu tư cho công trình. Và chúng tôi cam kết rằng là sau khi quý vị đã ký hợp đồng thi công trọn gói xong là chúng tôi sẽ không phát sinh, không nâng giá, không thay đổi chỉnh sửa gì cả. Thế là quý vị có thể yên tâm về cái việc là chúng ta đầu tư cho công trình, về cái giá thành cũng như là về cái chất lượng. Và quý vị thân mến, trên đây là toàn bộ những thông tin về công trình của gia đình chị Hương có địa chỉ tại Hà Nội. Nếu quý vị có thắc mắc cần được giải đáp hoặc là có nhu cầu thiết kế thi công trọn gói, xin mời quý vị liên hệ tới hotline của công ty. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.